Cậu có bán ngay không? Tôi trả mạnh tay luôn. Hả? Bác nói sao? À không, tôi chưa muốn bán đâu. Sự tinh tế của nghệ nhân. Tượng La Hán Bạc. Ngày xưa, ở một miền quê nọ, có anh nông dân sống nhờ vào nghề làm ruộng. Năm này qua năm khác, chăm chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuy cuộc sống vẫn không dư dả, nhưng tinh thần rất ung dung tự tại. Ai chà chà, mới có một chốc mà cậu tí đã xới được một thửa ruộng lớn như thế kia à. Đúng là thanh niên sức dài vai rộng có khác ha. Dạ, chào các cô bác. Cháu làm xong nhà cháu. Ai có cần giúp gì thì ở cháu một câu nha. Cháu làm loáng cái là xong à. Nhất cậu đã tí. Con gái nhà ai lấy được anh chàng chăm chỉ là hiền lành hòa nhã này á thì đúng là phước ba đời rồi. Con bé nhà tôi đã đến tuổi cập kê rồi. Cậu mà không chê á thì làm rể nhà tôi nha. Dạ, cảm ơn các bác đã yêu quý. Chuyện lập gia đình cháu cũng chưa nghĩ tới. Tại muốn chăm chỉ làm ăn, dành chút vốn liếng đã ạ. Chà, đúng là chàng trai hiếm có. Từ bé cha mẹ mất sớm, đã biết tự lập nuôi thân, biết lo nghĩ thấu đáo như vậy. Chúng tôi cứ xếp hàng đợi rể trước đó nha. Về thôi bạn ơi, mai lại làm tiếp, muộn lắm rồi. Tôi xới nốt, loáng nữa là xong. Ngày mai bổ lúng, gieo hạt là vừa. Hey, rõ là tham việc. Thôi, tôi về trước đây. Cái gì thế này, lấp lánh sáng luôn. Cái gì mà lấp lánh sáng thế, cậu đào được vật báo rồi. Hình như là một bức tượng La Hán bằng bạc. Đúng là bạc thật rồi, sáng loáng thế này vô cùng có giá trị đấy. Bao nhiêu năm cậu canh tác ở đây, sao giờ nó mới lộ ra ta? Tôi cũng không biết nữa. Hình như mọi năm xới đất không kỹ và không sâu như năm nay. Cậu đổi đời thật rồi nha. Đi ngay, đi đến chỗ tiệm bạc trên trấn kiểm tra xem có phải là bạc 100% không. Bạc rồng nguyên chất 100% xịn. Cậu có bán hay không đây? Tôi trả mạnh tay luôn. Ơ trời ơi, bạc xịn thật ư? Tôi có nghe nhầm không? Bạc chuẩn xịn đấy. Cậu có bán ngay không? Tôi trả mạnh tay luôn. Hả? Bác nói sao? À không, tôi chưa muốn bán đâu. Mình nhặt được không chỉ là một nén bạc, mà hẳn một bức tượng La Hán bạc. Trời quả không phụ lòng người ăn ở hiền lành. Tục ngữ có câu 18 vị La Hán tượng trưng cho sự tu thành chính quả, vẹn toàn mọi phẩm hạnh trên đời. Cậu này bắt được một vị lại hẳn bằng bạc, may mắn thế chứ lại. Ừ trời ơi, xem cậu ấy vui chưa kìa. Thân cả người ra, chúng tôi cũng thấy vui lây. Đúng là chăm chỉ được ông trời thương ban lộc cho đấy. Trái với niềm vui của bà con chòm xóm, từ ngày anh nông dân bắt được bức tượng quý thì lại rầu rĩ, đăm chiêu, mặt mày ủ ê như thể bị bệnh vậy. Lạ thật đấy, sau mấy tuần đến cả tháng này cậu tí cứ như người mất hồn vậy cả. Thì từ hôm bắt được tượng quý đó, hàng ngày vẫn làm trên ruộng, nhưng ai hỏi cũng chẳng nói, đổi tính hẳn, cứ làm lì đăm chiêu. Cháu cũng ướm hỏi mấy lần rồi mà nó cứ ậm ừ. Để hôm nay cháu phải gặng hỏi xem, chỉ sợ có khi mắc phải bệnh tật gì rồi. Rõ là khổ, cậu hỏi ngay đi, chúng tôi thấy cậu ấy mà thấy tội luôn á. Lần này cậu phải trả lời tôi cho rõ đi. Bức tượng La Hán bạc đem lại cho cậu rất nhiều của cải, cứ làm sao từ hôm nhặt được nó cậu ủ dột đến thế. Tôi nói thật nha, mình vẫn còn trẻ, nếu có bệnh thì chữa đi,
bán bức tượng này tiền bạc không cần phải lo. Tục ngữ có câu 18 vị lãng tượng trưng cho công đức vẹn toàn, tượng lãng lại còn hẳn bằng bạc nữa thì quý giá biết bao. Nhưng tôi chỉ mới tìm được một vị, tôi phải tìm thấy 17 vị nữa. Họ ở đâu chứ? Tham vọng là cái hố không đáy làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn. Tuyết rơi dày quá thế này thì làm sao chúng ta về kịp để tổ chức sinh nhật cho Mary được đây? Chết thật, anh không nhìn thấy được thành xe có vấn đề gì thế này. Ôi không! Ôi không! Một thời gian sau, anh Benlo ơi, em đói quá. Mary, để anh đi nấu gì đó cho em ăn nha. Gắng chờ anh một chút nha. Hết mất bột mì rồi. Ba Lô, Mary, Peter à, các cháu có ở nhà không? Bác à, mang bánh cho các cháu nè. Vừa mới làm xong, vẫn còn nóng hổi đó nha. Nào, nhanh nhanh nhanh, lại đây, ăn bánh đi nào các cháu. Ba Lô à, tay của cháu sao thế kia? Dạ, anh cháu bị cây đổ xuống khi ra ngoài dọn tuyết để đổi lấy đồ ăn cho chúng cháu á, bác Hanen. Tội nghiệp ba đứa quá, cha mẹ chúng đột ngột mất để chúng phải côi cút như thế này. Mà này Maria, một người bạn của bác muốn nhận nuôi cháu, nhà họ đang muốn có một cô con gái, cháu tính sao? Cháu à, yên tâm đi, bạn của bác rất tốt. Đến đó cháu sẽ có nhiều điều kiện, được học tập đầy đủ. Sau này cháu có thể giúp đỡ được anh và em của cháu. Mary, như thế cũng rất tốt. Ở với anh và Peter, em đã quá... Anh Balo. Ủa, Peter, em vẫn chưa đi ngủ hả? Em nhớ chị Mary quá à. Anh cũng vậy. Mary đã sang đó được hơn một ngày rồi, không biết nhà họ có đối xử tốt với em ấy không nữa. Mai anh phải đưa em đi thăm chị ấy, không là em không chịu đâu. Anh Balo, Peter. Mary, sao em lại quay về đây được? Em hỏi được rồi tự chạy về nhà. Em không ở đó nữa đâu. Em ở đó tốt hơn nhà chúng ta mà. Tốt đến cỡ nào mà không có anh và Peter thì em cũng không chịu đâu. Em xin anh đừng bắt em phải quay lại đó nữa mà. Thôi đi nào Mary, nín đi em. Em vào nhà sưởi ấm đi, trong em lạnh quá rồi. Anh hứa đi, sẽ không bắt em phải đi đâu nữa nha. Được rồi Mary, nhất định là anh sẽ không bảo em tới đó nữa. Từ giờ ba anh em mình sẽ không bao giờ xa rời nhau. Mấy hôm sau, Mary, Peter, hôm nay có người thuê anh dọn tuyết nên anh đã có tiền mua bánh cho hai đứa đây. Những chiếc bánh tạm bơ vẫn còn nóng hổi cho hai em đây. Mary, có chuyện gì vậy? Peter nhà mình, em ấy cứ nằm ly bì à. Em gọi thế nào cũng không vậy. Ta còn biết rằng từ nay các cháu sẽ có cha mẹ. Hả? Thế là sao hả bác? Nghĩa là từ giờ cả ba cháu sẽ là con của ta. Ta sẽ thay cha mẹ các cháu nuôi dưỡng và yêu thương các cháu như con của mình. Các cháu có đồng ý không nào? Bác nói sao? Cả ba chúng cháu luôn ạ? Nhưng ta nói trước là ta rất bận rộn đấy. Các cháu có chấp nhận một người cha bận rộn không? Cha. Cha.
bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về cô gái mang tên Junko, Nhật Bản, năm 1973. Nhật Bản. Junko, chúc mừng em. Kết quả mấy công trình nghiên cứu về các quốc gia Đông Nam Á của em được hội đồng đánh giá rất cao. Em vui quá. Em cảm ơn thầy đã chỉ bảo em rất tận tình trong thời gian em làm bài nghiên cứu ạ. Thầy rất tự hào vì em đó Junko. Và thầy cũng hoàn toàn tán đồng khi bài khóa luận sắp tới của em sẽ tiếp tục phát triển tiếp đề tài về các nước Đông Nam Á. Thầy tin suất học bổng duy nhất đi Mỹ của niên khóa năm nay sẽ thuộc về em thôi. Dạ vâng, thưa thầy. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của thầy ạ. Mà thầy ơi, để đề tài mang tính thực tiễn hơn, sắp tới em định đi thực tế tại một trong những nước khu vực Đông Nam Á một thời gian ngắn đó thầy. Ừ, thế cũng tốt. Thế em đã định đi nước nào chưa Junko? Dạ, em sẽ về Việt Nam. Ồ, em làm thầy rất bất ngờ đó Junko. Em sẽ đến Việt Nam ư? Dạ thưa thầy, em rất yêu kính thầy. Em hy vọng sẽ có những trải nghiệm thật ý nghĩa ở quê hương của thầy, người em nể trọng nhất. Hơn nữa, em tin rằng đất nước cũng như con người của Việt Nam rồi sẽ có rất nhiều điểm tuyệt vời cho em khám phá đó ạ. Chúc em có một chuyến đi trải nghiệm thật thú vị. Thầy mong chờ tin tốt lành từ em. Ồ, Junko, con định tới Việt Nam ư? Nơi đó quá xa xôi và còn nhiều thiếu thốn. Bố mẹ e rằng... Dạ, không sao đâu, bố mẹ. Còn có Mai Ca cùng đi mà. Thời buổi thông tin phát triển, bố mẹ lo gì chứ? Chúng con đã liên hệ được một số địa điểm và thu xếp được chỗ ăn chỗ ở rồi đó ạ. Biết là vậy, nhưng lần đầu con đi xa như vậy, bố mẹ không lo làm sao được. Nhớ phải cẩn thận đó nha Junko, bố mẹ chỉ có mình con thôi á. Và hy vọng sẽ có một bài khóa luận xuất sắc để con có được tấm vé đi du học Mỹ. Dạ, nhất định rồi ạ. Bố mẹ đừng lo lắng quá, mà hãy tin tưởng ở con đi. Sân bay Nội Bài, Việt Nam. Junko nè, trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta là một thành phố biển xinh đẹp và mến khách. Chúng ta sẽ có 2 ngày nằm dài trên một bờ biển, cảm nhận tiếng sóng vỗ bờ, tiếng dừa reo tại một xứ sở nhiệt đới. Tuyệt quá đi. Nè, Junko, có nghe mình nói gì không hả? Tớ vừa nãy ra ý này. Hay là chúng mình thay đổi một chút xíu. Thay vì đến thành phố biển, chúng ta hãy chọn một tỉnh miền núi hẻo lánh, cảm nhận rõ cuộc sống bình dị và thiên nhiên hoang sơ. Cậu thấy sao hả? Hay, lại là cậu rồi Junko. Người luôn có những quyết định táo bạo trong phút chót à. Nghĩa là cậu đồng ý rồi đúng không? Vậy chúng ta lên đường thôi nào. Nơi đây có vẻ như vừa trải qua một trận lũ lớn. Dòng suối đang cuồn cuộn chảy. Tôi thấy có gì đó không ổn. Hình như trong chiếc túi bóng đang trôi có một em bé đó. Đúng rồi. Trời, có cậu bé thật kìa Michael ạ. Chúng ta phải nhanh chân lên. Nè, cẩn thận đó Junko. Nó kẹt xiết lắm đó. Chị giữ được em rồi, cậu bé. Cảm ơn hai chị. Mà nhờ có hai chị cứu em. Nếu không thì em đã bị nước cuốn trôi đi mất rồi. Em tên là gì? Tội nghiệp quá. Mà sao em lại bị bỏ vào trong đây? Lẽ nào có kẻ bắt cóc em hả? Nhất định các chị sẽ đưa em đến đồn công an gần nhất để lôi kẻ đó ra ánh sáng. Chị à, không ai bắt cóc em hết. Là em tự chui vào đó. Hả? Sao cơ? Thôi chết, lũ cuốn trôi cây cầu của chúng ta mất rồi. Làm thế nào mà qua được suối đây? Hay là chúng ta quay trở lại thôi, hôm nay không đi học nữa. Không được, không được. Chúng ta đã phải nghỉ mấy tuần để sửa trường rồi. Em không muốn nghỉ thêm nữa đâu. Em cũng vậy, em muốn tới trường. Thôi được rồi, anh đã có cách. Anh sẽ buộc các em vào trong túi bóng, chịu khó nín thở chút. Rồi anh bơi qua sông, sẽ kéo các em theo. Được không nào? Thích quá, thích quá à. Dạ. Ôi không, lẹn ơi, lẹn.
tội nghiệp các em quá, đến trường gian lao quá. Mà thôi, giờ phải nhanh chóng đưa em ấy về, kẻo ở nhà các em ấy đang nháo nhào đi tìm em ấy đó. Lẻn, Lẻn à, con đây rồi. Bảo, Bảo ơi. Cảm ơn các cô, mà nhờ có các cô, chứ không thì không biết được là con chúng tôi rồi sẽ thế nào đây nữa. Dạ không có gì đâu ạ. Thế hàng ngày các cháu phải đi học xa lắm hả bác? Vâng cô ạ. Tụi nhỏ phải trèo đèo lội suối gần 10 cây số để tới trường. Trời nắng còn đỡ, còn những lúc mưa gió thì nguy hiểm vất vả vô cùng. Tôi cũng đã khuyên cháu nó xa xôi thế hay là ở nhà giúp bố mẹ làm nương phát rẫy, nhưng mà cháu nó nhất định không chịu cô ạ. Nó thích học lắm nên tôi không nỡ cấm cản nữa. Một thời gian sau, Nhật Bản, tháng 4. Trời ơi, sao lại có thể có chuyện đó được chứ Junko? Bố mẹ đã hy vọng vào con biết bao nhiêu, vậy mà tại sao con lại từ chối học bổng du học Mỹ chứ? Tại vì con có một dự định riêng, nên con đã nhường lại học bổng du học cho người khác. Xin bố mẹ hiểu cho con ạ. Con cũng đã tốt nghiệp rồi, thế trước mắt con định làm gì hả Junko? Dạ, trước mắt thì con sẽ ra ngoài làm thêm ở mấy quán ăn ạ. Con xin phép bố mẹ. Trời ơi là trời, ông có nghe thấy con gái của ông đó nói gì hay không? Nó bỏ việc du học chỉ là để làm bồi bàn thôi hay sao? Trời ơi, một cử nhân quan hệ quốc tế mà giờ đây chỉ đi phục vụ bàn thôi à. Xin chia buồn với ông bà về sự ra đi này của Junko. Thầy Dương ạ, đây chính là ước mơ ấp ủ của Junko. Thời gian qua chúng tôi đã không lắng nghe con bé, mà cứ trách móc coi thường những quyết định của con bé. Nào ngờ những ngày cuối đời, con bé đã tất bật làm đủ mọi việc để gây quỹ xây dựng một ngôi trường cho các em nhỏ tại Việt Nam. Vâng, tôi hiểu bậc làm cha làm mẹ như ông bà thật xúc động trước tấm lòng nhân ái của Junko. Tôi sẽ cố hết sức mình để biến những dự định ước mơ của em ấy trở thành hiện thực. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vợ chồng chúng tôi cũng xin quyên góp toàn bộ số tiền chúng tôi tích góp được để có thể xây dựng một ngôi trường tại vùng còn khó khăn đó ạ. Tiếp nối di nguyện còn đang dang dở của Junko, bố mẹ cô đã cùng nhau xây dựng một ngôi trường tiểu học khang trang giữa lưng chừng núi với 8 phòng học, một nhà thi đấu và một công trình vệ sinh. Từ đó, Lẻn và các bạn của mình không còn phải vượt đèo băng lũ tới trường nữa. Và để tưởng nhớ đến cô gái nhân hậu, giàu tình thương, cái tên trường tiểu học Junko cũng ra đời từ đó. Vì cảm mến lý tưởng sống của Junko nên các thầy giáo và sinh viên trường đại học tại Nhật Bản đã thành lập Hiệp hội Junko nhằm trao những phần học bổng khuyến khích các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, chắp cánh nhiều ước mơ và cũng để tinh thần của cô bé Junko sống mãi trong lòng nhiều thế hệ học sinh. Phong là một nhiếp ảnh gia tự do, đồng thời là một người vô cùng say mê thu thập cổ vật. Dù không nghiên cứu chuyên sâu, nhưng trong mỗi chuyến đi chụp ảnh, anh có sở thích tìm kiếm và sưu tầm những món đồ cổ. May sao mấy hôm nay thời tiết đẹp, chụp ảnh khá là suôn sẻ. Đến tối nay rửa ảnh ngay là kịp dự thi triển lãm ảnh sắp tới rồi. Chắc phải nghỉ uống nước một lát, phải 1 giờ chiều mới có xe về. Cậu nhiếp ảnh ngồi đi, uống trà nóng nha, chắc là đợi xe về xuôi hả? Dạ, bác cho cháu xin một cốc trà. Dạ, em chào anh ạ. Em chào anh. Chào hai nhóc. Bác bán trà xuyên cả trưa luôn hả bác? Trà ngon thế này, chắc bán đắt khách lắm hả? Chủ yếu là khách du lịch ghé uống thôi à. Tôi tranh thủ bán thêm một lát, về ăn trưa qua loa, rồi chiều còn ra đồng xem ruộng lúa mới cấy.
Chiếc bát này... Wow, quả đúng là một cổ vật, một loại gốm sứ rất quý và lạ. Cậu nhiếp ảnh xem gì cái bát đựng bả trà của tôi vậy? Bác có một chiếc bát thật đáng giá. Loại men sứ này, hoa văn này, cháu mới được nhìn thấy một lần ở bảo tàng cổ vật hiếm. Đây là lần đầu tiên cháu được tận tay sờ vào. Bác có thể bán cho cháu không? Giá bao nhiêu cháu cũng mua. Hả? Cậu đùa tôi hả? Không, cháu hoàn toàn nghiêm túc, không dối gì bác. Cháu rất mê các món đồ cổ. Bác hãy ra giá đi ạ. Chiếc bát của tôi là vô giá. Bác bán cho cháu nha, chứ để đựng bãi trà thế này thì thật là uổng phí lắm. Bác đòi bao nhiêu cháu cũng trả. Thôi thôi, tôi đùa đấy mà. Chiếc bát này là do chồng tôi lượm được. Đựng cơm thì lớn, đựng canh thì nhỏ, nên mới đem ra đựng bả trà thôi. Cậu thích thì cứ lấy, không cần phải tiền nong gì cả. Bà nhà tôi nói đúng đấy. Chiếc bát này tôi lượm được ấy mà. Cậu cứ lấy đi, đừng có ngại. Đồ cổ, đồ quý gì đâu chứ. Cháu tin vào mắt nhìn của mình. Chiếc bát quý như vậy, sao cháu có thể lấy đi không? Cậu nhiếp ảnh gia thấy ngại thì chụp cho gia đình tôi một tấm ảnh là được rồi. Cậu chụp ảnh chắc là đẹp lắm có phải không? Đúng đó, anh chụp ảnh cho cả nhà em nha. Ừ, vậy cả nhà đứng tạo dáng đi ạ. Mình để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm định mở triển lãm đợt tới. Nếu giám định chiếc bát có giá trị hơn thì mình sẽ quay lại trả thêm cho gia đình họ. Anh ơi, đây là địa chỉ nhà em. Anh chụp ảnh xong thì gửi lên đây anh nha. Ừ, nhất định anh sẽ gửi sớm. Chào hai nhóc. Cháu chào hai bác, cháu về đây ạ. Cậu đi đường an toàn nha. Cậu Phong, rất tiếc là không có niên đại nào hết. Anh nói vậy là sao? Chiếc bát này được ngụy tạo lớp men sứ cổ, hoàn toàn là đồ giả. Để tôi chỉ cho cậu xem những dấu vết làm giả. Thật ra việc làm giả này rất khó nhận biết, nhất là khi không có chuyên môn. Cậu có mất nhiều tiền để mua chiếc bát này không? Lần sau tậu đồ cổ nên cẩn trọng, có giấy giám định đàng hoàng. Việc này không tùy hứng như vẽ vời hay chụp ảnh được. Thôi xin phép anh, tôi có việc phải về ngay. Kìa. Ôi trời ơi, thằng Phong gà mờ quá. Bỏ ra tiền hàng chục triệu cho cái bát đựng bả trà ấy đấy. Cứ như chuyện cười ấy nhỉ. Tiền mất tật mang. Đám bạn cười nhạo mình đá đành. Nhưng về cái bát tầm thường này mà bỏ ra từng ấy tiền thì thật là phí phạm mà. Cũng chỉ trách mình tay ngang với tậu phải đồ giả. Chính chủ nhà còn nói đó chỉ là cái bát lượm được. Giá như lúc đó mình không để lại số tiền ấy có phải tốt hơn? Ôi trời ơi, mình thật là quá ngốc đi mà. Mà đúng rồi, họ có vẻ rất dễ tính. Mình lên trên đó nói rõ mọi chuyện, chắc họ sẽ trả lại cho mình số tiền thôi. Chứ bây giờ mấy chỗ mình cộng tác, họ đều đang dừng dự án. Đợi vụ triển lãm có kết quả thì cũng phải cuối năm rồi. À, đúng là địa chỉ này rồi. Ngôi nhà lá siêu vẹo này mà cả bốn người ở. Tôi đã lấy 5 triệu trong số tiền cậu nhiếp ảnh để lại đóng học cho thằng Su và thằng Bang rồi. Cậu nhiếp ảnh đó cứ như cứu tinh của nhà mình vậy. Nhưng tôi tính rồi, sắp tới nhà mình phải bán con bò với vay mượn thêm, gom đủ lại đủ tiền gửi trả cho cậu ấy. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của người ta, mình không thể vì khó khăn mà lấy dùng được. Ôi, anh Phong, đúng là anh Phong rồi. Với anh, giá trị của nó là vô giá. Hay, khổ thân bà Mary, suốt ngày lầm lũi ở nhà. Con gái bận biểu suốt ngày à. Lắm lúc đi qua thấy bà một mình cùng bát cơm thấy tội á.
À còn nữa, hôm trước tôi thấy cô con gái vào viện dưỡng lão, chẳng lẽ... Fiona, mẹ nghe các bà hàng xóm nói... Tối nay, con cố gắng về sớm nói chuyện với mẹ sau nha. Con đi làm đây. Nhưng mà... Thật là, càng ngày nó càng không quan tâm gì tới người mẹ già này rồi. Khuya thế này rồi mà còn chưa về, chắc lại đi gặp gỡ đám bạn của nó đây mà. Mẹ, mẹ chưa đi ngủ nữa sao? Mẹ còn... Thôi, con lên lầu ngủ trước đây. Mẹ cũng nghỉ sớm đi nha, chúc mẹ ngủ ngon. Mình vất vả đi chợ làm những món ăn con bé yêu thích để tẩm bổ cho nó, vậy mà về còn không thèm nhìn đến mâm cơm, không thèm hỏi người mẹ này đã ăn hay chưa. Thật là, chuyện ở viện dưỡng lão, chẳng lẽ những người hàng xóm kia nói là đúng sao? Sáng hôm sau, con à, con suốt ngày chỉ biết tới công việc thôi, chẳng quan tâm gì tới ai cả. Nhưng mà con bận thật mà mẹ. Con xem đi, 2 tuần nay con đi sớm về muộn, không thèm hỏi han ta một câu nào. Mẹ hãy hiểu cho con đi, chỉ một thời gian nữa thôi mà. Thôi đi, con không phải giải thích gì nữa, cứ đi kiếm cho thật nhiều tiền vào, mặc kệ bà già này. Mẹ, chẳng phải con muốn đưa mẹ đi viện dưỡng lão hay sao? Được rồi, tuần này mẹ sẽ chuẩn bị đồ đạc mà đi. Sao mẹ lại... Bố của con mất sớm, mình ta nuôi con khôn lớn, vậy mà tới lúc ta chưa già lắm cẩm mà con đã hỏi thăm viện dưỡng lão cho ta rồi. Không phải như vậy đâu mẹ ơi, con cần giải quyết một số việc ở đó. Hơn nữa viện dưỡng lão cũng tốt mà, nếu như con... Cái gì? Tốt sao? Vậy thì còn điều gì không phải ở đây nữa? Được rồi, ta sẽ chịu theo ý của con. Fiona, cô có ở nhà không? Fiona! Fiona à, chiều hôm nay tôi phải đi lên cơ quan để xử lý việc đột xuất. Cô giúp tôi trông bé Bon chút nha. Được rồi, cô cứ để bé ở đây đi. Mẹ, nay cuối tuần, con đưa mẹ đi dạo nha. Mình đưa Bon đi chơi luôn. Thôi đi, chẳng phải con yêu công việc hơn ta sao? Hay là con cảm thấy hơi áy náy khi đưa ta vào viện dưỡng lão, nên đưa ta đi một vòng hả? Nếu thế thì không cần thiết đâu. Con đã nói là không phải thế rồi mà mẹ. Con hứa con sẽ dành cả ngày hôm nay cho mẹ mà, và nói với mẹ biết điều này. Con biết mẹ buồn vì thời gian qua con bận công việc, không quan tâm mẹ được nhiều. Tất cả chỉ vì con cần một số tiền lớn. Sao lại mù mịt như thế này nhỉ? Rõ ràng không có lời cảnh báo thời tiết nguy hiểm nào mà. Trời ơi, sao như siêu bão vậy? Làm sao bây giờ? Mẹ yên tâm đi, có con ở đây rồi. Hình như là bị mất điện rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Mẹ ơi, mẹ đừng quá lo lắng. Chúng ta dừng ở đây một chút, lát nữa mọi thứ sẽ ổn thôi. Không sao đâu Bon à, có cô ở đây rồi. Trời ơi, không, mưa đá con ơi. Sao lại thế này chứ? Mẹ à, mẹ cứ ngồi yên ở đó nha, ở yên trong xe sẽ an toàn thôi. Mẹ ơi, mẹ cúi xuống. Yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ.
Fiona, Fiona, con có sao không? Tỉnh dậy đi con, chúng ta an toàn rồi. Cấp cứu, làm ơn tới đây cứu chúng tôi. Tôi đang ở... Fiona, cố gắng lên con. Ba ngày sau. Khăn, để mẹ lấy khăn lau cho con. Ổ bụng xuất hiện khối u bất thường. Fiona, Fiona. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì vậy Jenny? Sao lại có phóng viên? À, hôm trước vào thăm cậu trong bệnh viện á, tớ thấy vết thương trên lưng với vai của cậu. Tớ có chụp hình lại và đăng lên mạng xã hội. Không ngờ lại có nhiều người quan tâm và chia sẻ đến thế. Cho nên... Ngay sau khi tấm hình được đăng lên, có rất nhiều người đã dành những lời khen ngợi đặc biệt dành cho cô. Nhiều bậc cha mẹ gọi cô là chiến binh thật sự. Điều gì khiến một người phụ nữ yếu đuối có thể làm được điều đó? Tôi nghĩ ai ở hoàn cảnh đó cũng đều làm như tôi thôi. Mọi người quá khen rồi. Cô đừng quá khiêm tốn mà. Giờ đây rất nhiều người đã biết đến hành động dũng cảm của cô để bảo vệ bà Marie và cô bé Bon trong cơn mưa đá khốc liệt vừa rồi. Hả? Thật vậy sao? Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình không còn cách nào khác. Cô Fiona, tôi là đại diện cho những cán bộ của thành phố Mackay. Lãnh đạo thành phố đã quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt và trao cho cô huân chương vì hành động anh hùng của mình. Chúc cô mau chóng bình phục. Tôi không dám nhận mình là anh hùng đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng những gì tôi làm chỉ là trách nhiệm của người con bảo vệ mẹ của mình. Trách nhiệm của một người lớn chở che đứa trẻ mới 2 tuổi trong cơn bão khủng khiếp ấy. Thật là một cô gái với vẻ bề ngoài nhỏ bé, nhưng lại là một chiến binh phi thường. Có gì đâu, xe của tôi nếu hỏng thì có thể sửa chữa và thay thế. Vết thương trên cơ thể của tôi cũng dần dần sẽ bình phục. Điều quan trọng là mẹ của tôi và đứa bé kia vẫn được an toàn. Fiona, vậy còn tờ giấy khám kia là sao? Sao con đi khám mà không nói với mẹ? À, con chưa kịp nói với mẹ thì cơn bão ập tới. Con đã nghĩ con không còn nhiều thời gian, nên con cố gắng kiếm tiền để mẹ có thể sống tốt nhất dù không có con bên cạnh. Con đã dùng cả bản thân bé nhỏ của mình để bảo vệ ta và đứa trẻ. Vậy mà... Giờ không sao rồi mẹ ơi. Bác sĩ thông báo đó chỉ là khối u bình thường và chỉ cần tiểu phẫu là ổn thôi mà. Hành động dũng cảm của Fiona Simpson đã khiến thủ tướng của bang Queensland Anastasia Palacios quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt. Câu chuyện chứng minh tình người vĩ đại như thế nào trong những thử thách cam go nhất.